Xin kính chào quý vị. Hiện nay Đức Quang đang có mặt tại Milan Banquet Hall để ghi lại một sinh hoạt cộng đồng do Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vùng Ontario tổ chức. Đức Quang xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Năm nay, Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Ontario sẽ đảm nhiệm tổ chức lễ chào cờ tưởng niệm Ngày Quốc Huận 30 tháng 4 tại hai địa điểm, thành phố Toronto và thành phố Mississauga City Hall. Nhằm có chi phí để tổ chức, Hội đã tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỹ vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy năm tháng 3 2016 tại Milan Banquet Hall với sự tham dự của nhiều hội đoàn và khoảng 400 đồng hương, đặc biệt là hai phái đoàn từ Buffalo, New York và Kitchener-Waterloo đã không quản ngại đường xá xa xôi và điều kiện thời tiết cũng đã có mặt. Đích cái buổi ngày hôm nay là gây quỹ cho ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận 30 tháng 4 để tổ chức tại Toronto và Mississauga. Hai nơi nhờ sự ủng hộ của nhiều hội đoàn đó đến giúp đỡ cho anh em chúng tôi. Ở phần tiếp tân, mọi người cùng nhau chuyện trò và được ban tổ chức khoản đãi buổi ăn tối với thực đơn buffet. Đến 8 giờ, phần nghi lễ bắt đầu với lễ chào quốc kỳ Canada, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Thưa anh, thì mỗi năm ở Toronto chúng ta thường tổ chức tại tòa thị chính Toronto tại quảng trường Nathan Phillips Square. Lý do mà cả hơn gần 20 năm nay chúng tôi tổ chức ở tại City Hall Toronto là bởi vì đó là hình như là bộ mặt thủ phủ của tỉnh Ontario, mà nó lớn có thể xem là thủ phủ của Canada. Cho nên năm nay và những năm về trước luôn luôn chúng tôi tổ chức tại Toronto. Có một cái đặc biệt là năm nay là ngày 30 tháng 4 nó rơi vào cái ngày thứ Bảy cuối tuần. Thông thường chúng tôi tổ chức là ví dụ 30 tháng 4 trong ngày chúng tôi phải dời sau một vài ngày hoặc trước một ngày cho đồng bào đi đông vào ngày weekend. Thì năm nay rơi vào weekend chúng tôi mừng quá thì có nộp đơn xin tổ chức ngày thứ Bảy. Nhưng mà nó có một cái vấn đề thế này là quân đội của Canada đó họ yêu cầu City Hall mỗi năm có một ngày mà thôi, một ngày nào đó họ chọn là để dành riêng cho quân đội Canada, ưu tiên cho quân đội Canada. Thì năm nay quân đội Canada họ chọn ngày 30 tháng 4. Cho nên City Hall Toronto họ mới đề nghị Hội Quân Nhân chúng tôi tổ chức trước một tuần là ngày 23 tháng 4 hoặc là sau một tuần. Và như vậy chúng tôi chọn ngày 23. Thì khi thế trước một tuần hay hơn. Chúng tôi mới đi vào tòa thị chính ở Mississauga để xin tòa thị chính Mississauga cho chúng tôi tổ chức ngày 30 tháng 4 thêm một cái lễ nữa. Nó rơi vào weekend mà. Thì rất may mắn với chúng ta là tòa thị chính ở Mississauga đã chấp thuận cho chúng ta tổ chức đúng ngày 30 tháng 4 tại thành phố Mississauga. Chúng ta không thể bỏ được Toronto được, bởi vì Toronto là bộ mặt chính trị của Ontario cũng giống như ở Canada. Chúng ta không thể bỏ được, dù là nó không rơi vào ngày 30 tháng 4. Chúng tôi vẫn tổ chức ngày 23 và song song vào đó chúng tôi tổ chức luôn một ngày nữa là ngày 30 tháng 4 đúng ngày 30 tại Mississauga. Cái đó là cái nguyên nhân mà đồng bào đang muốn biết tại sao hội năm nay Hội Cựu Quân Nhân sung quá tổ chức hai kỳ đó. Cũng bởi vì vậy ngày hôm nay chúng tôi tổ chức một gây quỹ, mong đồng bào yểm trợ để cho cái công tác của chúng tôi được hoàn thành. Xin rất cảm ơn đài SBN đã cho tôi có cơ hội để giải trình với đồng bào là ở Toronto như thế nào về cái ngày tổ chức 30 tháng 4 tại Toronto và Mississauga. Tiếp đó, đại diện ban tổ chức đã ngỏ lời chào đón quan khách, giải thích lý do của buổi tiệc và tri ân sự đóng góp của mọi người. Sau phần nghi lễ và diễn văn là một chương trình văn nghệ giao vũ đặc sắc do ban nhạc Tép Súng cùng ca sĩ Phạm Trí đến từ Buffalo, New York và các ca sĩ được mến mộ tại địa phương đảm trách. Đêm dạ tiệc gây quỹ đã kết thúc vào lúc 1 giờ sáng trong bầu không khí ấm cúng và thân thiện. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự vừa qua. Đức Quang, SBTN, tường trình từ thành phố Mississauga.